gì đẹp hơn. Kính thưa các quý vị khách quý, chỉ còn 4 phút nữa chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu. Xin kính mời các quý vị khách quý di chuyển vào phía bên trong hội trường và ổn định chỗ ngồi. Xin trân trọng cảm ơn. Mây len mang trong mình trí tuệ Việt Nam, tiến vào kỷ nguyên mới. Quốc Nam Châu, Việt Nam ơi, thế hệ chúng tôi tình đoàn kết anh em, tình yêu quê hương mây lên ta kiên cường. Còn gì đẹp hơn như bước chân Tây Sơn sông pha ra chiến trường kinh tế gian nan. Gì đẹp hơn mây len mang trong mình trí tuệ Việt Nam, tiến vào kỷ nguyên mới. Đoàn quân Việt Nam đi tiến bước về phía trước, trước đỉnh vinh Đã đến giờ làm việc, đề nghị quý quỷ đông và quý khách mời tham dự đại hội ổn định chỗ ngồi để bắt đầu chương trình. Đàn con sóng xúc xưa chào dâng chiều trái tim hòa cùng nhịp đời. Một niềm tin, một khát khao, Việt Nam hùng cường. Thời đại mới quyết tiến lên, những người con quê hương đất Việt. Không cam chịu, sống trong khó nhọc, ta vững lòng cùng nhau quyết tâm. Việt Nam ơi, có chúng tôi dám đứng lên không chịu lùi bước. Tiên phong cùng nhau dẫn đầu mang sức mạnh phủ đông thiên vương. Người Mây Len có trong mình một tình yêu quê hương đất nước, nguyện hiến dâng đưa trí tuệ thắp sáng muôn đời. Trái tim hòa cùng nhịp đập, một niềm tin, một khát khao, Việt Nam hùng cường. Thời đại mới quyết tiến lên, những người con quê hương đất Việt. Không cam chịu sống trong khó nhọc, ta vững lòng
nhau quyết tâm. Việt Nam ơi, có chúng tôi dám đứng lên không chịu lùi bước, đi tiên phong cùng nhau dẫn đầu, mang sức mạnh phù đông thiên vương. Người Mây Đen có trong mình một tình yêu quê hương đất nước, nguyện hiến dâng đưa trí tuệ thắp sáng muôn đời. Chỉ còn một phút nữa chương trình của chúng ta xin được phép bắt đầu. Xin kính mời các quý vị cổ đông và quý khách quý, chúng ta sẽ cùng di chuyển vào phía trong hội trường và ổn định chỗ ngồi. Đã đến giờ làm việc, đề nghị quý cổ đông và quý khách mời tham dự đại hội ổn định chỗ ngồi để chương trình được bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý cổ đông và quý khách mời, hôm nay công ty cổ phần tập đoàn Mayland tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung chương trình và tài liệu họp đã gửi cho quý vị. Tới với dự với đại hội đồng cổ đông hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Mai Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông Nguyễn Duy Giao, thành viên Hội đồng Quản trị. Ông Nguyễn Duy Long, thành viên Hội đồng Quản trị. Bà Nguyễn Thị Minh Gấm, trưởng ban kiểm soát. Ông Trần Quang Hưng, thành viên ban kiểm soát. Ông Trần Đình Điệp, thành viên ban kiểm soát. Cùng toàn thể các ông, bà là trưởng văn phòng đại diện của công ty, cán bộ quản lý các khối, trung tâm, ban, phòng và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Kính thưa đại hội, để đảm bảo đại hội được diễn ra thành công và tuân thủ đúng pháp luật, xin kính mời bà Tô Thị Hòa, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công ty cổ phần tập đoàn Mayland lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước đại hội. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa đại hội, sau đây tôi xin đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2022. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2022, tại Hà Nội, ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Mayland gồm: 1. Bà Tô Thị Hòa, trưởng ban. 2. Ông Nguyễn Việt Linh, thành viên. 3. Bà Nguyễn Thu Hương, thành viên. Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau. Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tại thời điểm lập danh sách cổ đông tham dự đại hội là 108 cổ đông, đại diện cho 3 triệu cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 41 cổ đông, đại diện cho 2.846.050 cổ phần có quyền biểu quyết.
tương ứng với 94,78% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó, tham dự trực tiếp là 22 cổ đông, đại diện cho 269.770 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 89,92% tổng số phiếu biểu quyết. Ủy quyền tham dự là 19 cổ đông, đại diện cho 148.350 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 4,945% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty. Đề nghị Ban tổ chức và chủ tọa đại hội tiến hành cuộc họp. Trân trọng. Kính thưa đại hội, để duy trì và điều hành đại hội, ban tổ chức xin giới thiệu đoàn chủ tịch gồm các ông bà sau. Một, ông Hoàng Mai Trung, chủ tịch hội đồng quản trị. Hai, bà Nguyễn Thị Minh Gấm, trưởng ban kiểm soát. Ba, bà Hoàng Thị Thu, trưởng phòng kế toán tài chính. Bốn, bà Đỗ Thị Hường, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Năm, ông Nguyễn Huy Hoàng, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. 6. Ông Đào Ngọc Tùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Phần mềm 1, trân trọng kính mời ông Hoàng Mai Trung, Chủ tịch Đại hội lên điều hành Đại hội. Thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý cổ đông và quý khách mời đến dự Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022 của công ty. Chúng tôi cam kết sẽ điều hành đại hội một cách hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật để đại hội thành công tốt đẹp. Tiếp đây, để ghi chép lại các sự kiện, vấn đề thảo luận và thực hiện các công việc giúp việc khác tại đại hội, tôi xin cử ban thư ký đại hội gồm bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trưởng ban thư ký, bà Nguyễn Quỳnh Diệp, thành viên ban thư ký. Xin mời ban thư ký lên làm việc. Kính thưa đại hội, để giúp đại hội trong công tác biểu quyết và kiểm soát kết quả biểu quyết theo đúng quy định pháp luật, đề nghị đại hội tiến hành ban kiểm phiếu. Danh sách thành viên ban kiểm phiếu được thông qua nếu được trên 50% tổng số cổ đông dự họp tán thành. Các thành viên ban kiểm phiếu được chủ tọa đại hội đề xuất bao gồm: 1. Bà Trần Thu Trang, trưởng ban. 2. Ông Nguyễn Đức Anh, thành viên. 3. Ông Phạm Tiến Đạt, thành viên. Đề nghị đại hội thảo luận và cho biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu bằng phương thức giơ tay biểu quyết ạ. Các cổ đông nào tán thành đề nghị giơ tay. Các cổ đông nào không tán thành đề nghị giơ tay. Như vậy, chúng ta có 100% tổng số cổ đông dự họp tán thành. Danh sách thành viên ban kiểm phiếu đã được thông qua. Kính thưa đại hội, sau đây tôi xin mời bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trưởng ban thư ký trình bày nội dung chương trình đại hội. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa đại hội, sau đây tôi xin phép được phổ biến về chương trình đại hội bao gồm thời gian và nội dung chi tiết. Vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 đón tiếp đại biểu và cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông. 8 giờ 30 đến 8 giờ 40 ổn định tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và chủ tọa. 8 giờ 40 đến 8 giờ 50 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội. 8 giờ 50 đến 9 giờ giới thiệu đoàn chủ tịch và chủ tọa cuộc họp. 9 giờ đến 9 giờ 10 cử ban thư ký. 9 giờ 10 đến 9 giờ 20 bầu ban kiểm phiếu. 9 giờ 20 đến 9 giờ 30 thông qua chương trình đại hội.
9:30 đến 9:40 đọc quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2022, 9:40 đến 9:55 đọc thảo luận và biểu quyết báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của hội đồng quản trị và từng thành viên hội đồng quản trị. 9:55 đến 10:10 đọc thảo luận và biểu quyết báo cáo của ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát viên. 10:10 đến 10:25 đọc thảo luận và biểu quyết tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022. 10:25 đến 10:40 đọc thảo luận và biểu quyết tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 10:10 đến 10:55 đọc thảo luận và biểu quyết tờ trình thông qua việc vay vốn của các đối tượng, cá nhân, tổ chức tín dụng. 10:55 đến 11:10 đọc thảo luận và biểu quyết tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 11:10 đến 11:25 đọc thảo luận và biểu quyết tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. 10:25 đến 11:40 11:25 đến 11:40 nghỉ giải lao. 11:40 đến 12:05 trình bày Mayland doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ bất động sản. 12:05 đến 12:15 công bố kết quả kiểm phiếu. 12:15 đến 12:30 đọc thảo luận và biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội, bế mạc đại hội. Dạ, tôi xin cảm ơn ạ. Sau đây tôi xin kính mời ông Hoàng Mai Trung. Chủ tịch Hội đồng Quản trị lên đọc báo cáo của... Sau đây tôi xin kính mời các cổ đông sẽ tiến hành biểu quyết. Cổ đông nào tán thành đề nghị giơ tay. Cổ đông nào không tán thành đề nghị giơ tay. Vâng ạ, như vậy chúng ta có 100% tổng số cổ đông dự họp tán thành, chương trình đại hội đã được thông qua. Kính thưa đại hội, tiếp theo đây tôi xin mời bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trưởng ban thư ký, trình bày quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa đại hội, sau đây tôi xin phép được đọc quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Phần 1, quy chế đại hội, chương 1, những quy định chung, điều 1, phạm vi và đối tượng áp dụng. 1.1, quy chế này áp dụng cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, sau đây gọi là đại hội, công ty cổ phần tập đoàn Mayland. 1.2, quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp các biện và các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội, biểu quyết. 1.3, cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này. Chương 2, điều kiện tham dự đại hội, quyền và nghĩa vụ của những người tham gia đại hội. Điều 2, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội. 2.1, điều kiện tham dự đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty tập đoàn. Có tên trong danh sách cổ đông của công ty lập ngày 21 tháng 6 năm 2022. Điều 2.2, quyền của cổ đông đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự đại hội. A. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2022, các văn bản quy định pháp luật khác có liên quan và điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. B. Được ban tổ chức thông báo nội dung chương trình đại hội. C. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự đại hội được nhận thẻ cổ đông, thẻ biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự đại hội với ban kiểm tra tư cách cổ đông. D. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại đại hội. Đối với các vấn đề chưa được giải quyết, khi đó chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng. Trường hợp ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu, biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự đại hội. A.
cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy ủy quyền đối với các đại diện được ủy quyền và đăng ký tham dự đại hội với ban kiểm tra tư cách cổ đông. B. Trang phục lịch sự. C. Việc ghi âm, ghi hình đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của chủ tọa đại hội. D. Đăng ký phát biểu tại đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình đại hội. E. Phát biểu, biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của ban tổ chức đại hội, quy chế và tuân thủ sự điều khiển của chủ tọa đại hội. F. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. G. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của đại hội. H. Tuân thủ quyền điều hành của đại hội. I. Nghiêm túc chấp hành quy chế, tôn trọng kết quả làm việc của đại hội. K. Có trách nhiệm tham dự đại hội từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông vì lý do nào đó phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội, phải liên hệ với ban tổ chức để thông báo. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không có thông báo với ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại đại hội. Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một trưởng ban và các thành viên do hội đồng quản trị công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau. A. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp, yêu cầu cổ đông tham dự đại hội khách mời, trình giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy ủy quyền đối với đại diện được ủy quyền, phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, thẻ cổ đông, thẻ biểu quyết và các tài liệu liên quan. C. Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại đại hội. D. Thực hiện các công việc khác do ban tổ chức đại hội hoặc chủ tọa đại hội phân công. 3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của ban. Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa và thư ký đại hội. 4.1. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty là chủ tọa đại hội. 4.2. Quyết định của chủ tọa và vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất. 4.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của các đa số cổ đông tham dự. 4.4. Không cần lấy ý kiến của đại hội. Bất cứ lúc nào, chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp đến một thời điểm khác phù hợp với quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty và tại một địa điểm khác do chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng A. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận lợi cho tất cả mọi người tham dự họp. B. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. C. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, không có trái với quy định của pháp luật. 4.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu có nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến của đại hội. 4.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình đại hội, ý kiến trùng lặp. 4.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ điều hành của chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của đại hội. 4.8. Chủ tọa chỉ định ban thư ký đại hội lập biên bản cuộc họp đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa. Điều 5. Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm một trưởng ban và hai thành viên. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đại hội đề cử và được đại hội biểu quyết thông qua trước đại hội. 5.2. Ban biểu quyết phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu xảy ra sai phạm. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ A. Hướng dẫn cổ đông, đại diện cổ đông đến tham dự đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết. B. Thực hiện việc kiểm phiếu B. Thực hiện việc kiểm và đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại, tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi đại hội biểu quyết. C. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện cổ đông, tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biết trước đại. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước đại hội. E. Bàn giao biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho ban thư ký đại hội. Chương 3. Thể lệ biểu quyết.
Điều 6 quy định biểu quyết 6.1 cổ đông thực hiện biểu quyết trong đại hội bằng phương thức giơ tay trực tiếp hoặc biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tùy vào từng vấn đề. 6.2 phương thức biểu quyết giơ tay biểu quyết để biểu quyết không thông qua các vấn đề đại hội bao gồm thông qua ban kiểm phiếu, thông qua chương trình đại hội, thông qua biên bản và nghị quyết đại hội, các nội dung khác phát sinh theo diễn biến tại đại hội. 6.3 phương thức biểu quyết rằng phương thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua các vấn đề cần thảo luận vào biểu quyết tại đại hội mà không bao gồm các vấn đề tại điều khoản 6.2. Điều 6.3.1 thẻ biểu quyết gồm các nội dung sau: thông tin của cổ đông, tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu biểu quyết. Nội dung biểu quyết gồm các nội dung biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với các ô tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Thẻ biểu quyết được đóng dấu tròn của công ty ở phía trên bên góc trái của thẻ và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp thẻ biểu quyết có từ 2 tờ trở lên. 6.3.2 thẻ biểu quyết hợp lệ nếu A. Thẻ biểu quyết do ban tổ chức đại hội phát hành. B. Thẻ biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa. C. Thẻ biểu quyết có chữ ký xác nhận của cổ đông, đại diện cổ đông thông qua biểu quyết. D. Thẻ biểu quyết chỉ đánh dấu X một phần trong một nội dung biểu quyết. 6.3.3 thẻ biểu quyết không hợp lệ nếu A. Không phải do ban tổ chức đại hội phát hành. B. Rách, tẩy xóa, cạo sửa nội dung. C. Không có chữ ký xác nhận của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự. D. Một nội dung biểu quyết có quá một lần đánh dấu X. Điều 6.3.4 các thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi biểu quyết. Điều 7 phương thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội. 7.1 phương thức giơ tay trực tiếp. A. Cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết tán thành, không tán thành, không ý kiến tại cuộc họp bằng cách giơ tay lên cao. B. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ tay lên cao. Thành viên ban thư ký sẽ đếm số lượng tổng cổ đông giơ tay. C. Tương tự theo sự điều hành của chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ tay lên cao. Thành viên ban thư ký sẽ đếm số lượng cổ đông giơ tay. D. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ tay một lần. E. Việc xác định kết quả kiểm biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành, không ý kiến. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để báo cáo chủ tọa và công bố kết quả biểu quyết trước đại hội. F. Vấn đề được thông qua bằng phương thức giơ tay trực tiếp khi số lượng cổ đông tán thành đạt trên 50% tổng số cổ đông tham dự đại hội và tham gia biểu quyết. 7.2 biểu quyết theo phương thức dùng thẻ biểu quyết. A. Cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết tại cuộc họp bằng cách lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung trong thẻ biểu quyết. B. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên ban kiểm phiếu sẽ thu thẻ biểu quyết. C. Tương tự theo sự điều hành của chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết. Thành viên ban kiểm phiếu sẽ thu thẻ biểu quyết. D. Sau khi hoàn thành việc thu thẻ biểu quyết, ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và tổng hợp kết quả để công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn đại hội. Điều 8. Tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. 8.1. Khi được phát thẻ biểu quyết, cổ đông, đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông, đại diện cổ đông đó sở hữu, đại diện thì cổ đông, đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho ban kiểm phiếu tại thời điểm được nhận phiếu. 8.2. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có biểu quyết sở hữu và hoặc đại diện. 8.3. Trên mỗi thẻ biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông, đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Trong trường hợp viết sai, cổ đông, đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới. Điều 9. Kiểm phiếu biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. 9.1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau. A. Việc kiểm phiếu được ban kiểm phiếu tiến hành sau khi thu thẻ biểu quyết kết thúc. B. Kiểm tra tính hợp lệ của các thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu. C. Niêm phong toàn bộ các thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho ban thư ký. 9.2. Lập và công bố biên bản biểu quyết. 9.2. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu. A. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu được công bố trước đại hội. B. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và tổng hợp kết quả kiểm phiếu phải được ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.
Chương 4, thể thức tiến hành đại hội, điều 10. Điều kiện tiến hành đại hội 10.1, đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc đại hội mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện cho trên 50% tổng số biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. 10.2, trường hợp đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của điều lệ và tổ chức hoạt động công ty và luật doanh nghiệp. Điều 11, tiến hành đại hội 11.11, đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được đại hội thông qua. 11.2, đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình đại hội theo phương thức biểu quyết. 11.3, đại hội bế mạc sau khi biên bản nghị quyết đại hội được thông qua. Điều 12, phát biểu ý kiến tại đại hội. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào phiếu đăng ký phát biểu ý kiến hoặc gửi ý kiến qua email cho ban tổ chức đại hội, tùy diễn biến đại hội thực tế. Trong phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được gửi cho ban thư ký đại hội và chuyển đến chủ tọa đại hội. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại đại hội và chương trình đại hội. Thời gian phát biểu không quá 5 phút, cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình đại hội mới thì được ghi vào biên bản đại hội. Điều 13, điều kiện thông qua các vấn đề tại đại hội. 13.1, nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 13.3, 13.4 và 13.5. Điều này: A. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại. B. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh. C. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty. D. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong quá trình được ghi D. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. E. Tổ chức lại giải thể công ty. F. Các vấn đề khác do điều lệ công ty quy định. 13.2, các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự vào biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 13.1, 13.3, 13.4 và 13.5. Điều này: 13.3, việc biểu quyết bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại điều lệ công ty. Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc điều lệ công ty. 13.4, trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. 13.5, nghị quyết đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở nên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Điều 14, biên bản đại hội. 14.1, nội dung diễn biến tổ chức đại hội được lập thành biên bản, chủ tọa đại hội và thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản đại hội. 14.2, biên bản đại hội được đại hội thông qua trước khi bế mạc và được công bố thông tin gửi đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật. 14.3, biên bản đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của đại hội phải được lưu trữ lại
tại trụ sở chính của công ty. Điều 15, nghị quyết đại hội, căn cứ kết quả đại hội, chủ tọa chuẩn bị nghị quyết đại hội về các vấn đề đã được đại hội thông qua. Nghị quyết của đại hội phải được đọc tại đại hội để các cổ đông thông qua trước khi bế mạc, đồng thời được gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua. Điều 16, hiệu lực thi hành của quy chế 16.1. Quy chế này có hiệu lực tại đại hội đồng thường niên năm 2022 của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. 16.2, trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến cuộc họp đại hội đồng cổ đông chưa được đề cập trong bản quy chế này thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. Dạ, sau đây tôi xin phép được kết thúc quy chế đại hội đồng cổ đông năm 2022 của công ty cổ phần tập đoàn Milan và xin nhường lời lại cho MC Phương Thảo ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị, sau đây tôi xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch bao gồm 6 ông bà có tên sau: 1. Ông Hoàng Mai Trung, chủ tịch hội đồng quản trị; 2. Bà Nguyễn Thị Minh Gấm, trưởng ban kiểm soát; 3. Bà Hoàng Thị Thu, trưởng phòng kế hoạch tài chính; 4. Bà Đỗ Thị Hường, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị; 5. Ông Nguyễn Huy Hoàng, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị; 6. Ông Đào Ngọc Tùng, giám đốc trung tâm phát triển phần mềm 1, lên bàn làm việc trên sân khấu để tiến hành phiên làm việc. Xin trân trọng kính mời. Và sau đây tôi xin kính mời ông Hoàng Mai Trung, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần quốc tế Mayland sẽ lên đọc báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của hội đồng quản trị và từng thành viên của hội đồng quản trị. Trân trọng kính mời ông. Công ty cổ phần tập đoàn Mayland số 01BCHDQT Mayland Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội ngày 29 tháng 6 năm 2022. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị. Kính gửi Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland kính trình Đại hội Cổ đông báo cáo của Hội đồng Quản trị như sau. Thứ nhất, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đặt ra để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Kết quả kinh doanh của công ty năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022 như sau. Tổng doanh thu 109.230.349.041 đồng. Lợi nhuận trước thuế 1.431.710.000 đồng và lợi nhuận sau thuế cũng như vậy. Thứ hai, hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, Hội đồng Quản trị đã ban hành 85 nghị quyết thông qua các chủ trương và điều chỉnh đối với hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của công ty, trong đó có các nội dung chính như sau. Thông qua giao dịch giữa công ty với người liên quan, thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố, thông qua nội quy lao động, các quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức của công ty. Danh sách các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2021 đã được liệt kê và công bố tại báo cáo tài chính quản trị công ty năm 2021. Trong thời gian qua, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên theo sát mọi hoạt động của công ty và có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, kịp thời giúp cho hoạt động của công ty được hiệu quả, thuận lợi như giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra,
thực hiện nghiêm túc và đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan. Giám sát, chỉ đạo thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. 3. Hoạt động của từng thành viên hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị công ty có 3 thành viên được bầu trực tiếp tại đại hội đồng cổ đông, bao gồm ông Hoàng Mai Trung, chủ tịch hội đồng quản trị, ông Nguyễn Duy Giao, thành viên hội đồng quản trị, ông Nguyễn Duy Long, thành viên hội đồng quản trị. Trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, hội đồng quản trị không có sự biến động thay đổi thành viên. Các thành viên của hội đồng quản trị đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của công ty, nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết định, chỉ đạo của hội đồng quản trị. Trong thời gian qua, các thành viên hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp hội đồng quản trị và đưa ra những ý kiến đóng góp nhất định, đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của công ty và cổ đông. 4. Mục tiêu, nhiệm vụ của hội đồng quản trị năm tài chính 2022. Hội đồng quản trị sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của công ty như sau. Thực hiện quyền và trách nhiệm của hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, đảm bảo thực hiện mục tiêu của đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông, cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể cán bộ nhân viên công ty. 5. Kết luận. Năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, được sự tín nhiệm của các cổ đông, hội đồng quản trị nói chung và từng thành viên hội đồng quản trị nói riêng đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành công ty, góp phần đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích của cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước và tăng tích lũy đầu tư để phát triển công ty, đồng thời góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Có được những kết quả như trên, trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong hội đồng quản trị, sự nỗ lực phấn đấu của ban điều hành và toàn bộ cổ đông và các cán bộ công nhân viên công ty. Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của hội đồng quản trị và kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua. Thay mặt hội đồng quản trị, chủ tịch Hoàng Mai Trung. Kính thưa đại hội vừa nghe trình bày về báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của hội đồng quản trị và từng thành viên hội đồng quản trị, đề nghị các cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung báo cáo này. Và trên bàn của các anh chị cổ đông, chúng ta đang có 7 phiếu biểu quyết tương ứng với 7 phiên làm việc. Các anh chị sẽ cùng biểu quyết bằng cách là chúng ta sẽ cùng tích vào ô đồng ý, không đồng. Chúng ta sẽ cùng tích vào các ô, một là không đồng ý, hai là chúng ta có thể tích vào ô không tán thành, và cuối cùng là ô chúng ta không có ý kiến ạ. Và sau đây, cổ đông nào đề nghị tán thành, đề nghị giơ thẻ biểu quyết. Các anh chị sẽ cùng tích vào phiếu ở trên bàn, nếu như chúng ta đồng ý, và sau đó sẽ giơ thẻ biểu quyết. Đề nghị ban kiểm phiếu sau đây sẽ tiến hành đi kiểm tra và thu thẻ biểu quyết của các anh chị. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, các anh chị sẽ cùng tiến hành tích vào phiếu biểu quyết. Chúng ta sẽ lấy phiếu biểu quyết đầu tiên, cổ đông nào tán thành đề nghị sẽ tích vào phiếu biểu quyết, sau đó sẽ cùng giơ lên. Và đề nghị ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu thẻ biểu quyết.
Cổ đông nào không tán thành đề nghị tích vào thẻ và giơ thẻ biểu quyết ạ? Và cổ đông nào có ý kiến khác đề nghị sẽ gửi phiếu ý kiến cho ban thư ký và công ty sẽ có văn bản trả lời đến các cổ đông. Và sau đây tôi xin kính mời bà Nguyễn Thị Minh Gấm, trưởng ban kiểm soát lên đọc báo cáo của ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát viên. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa các quý cổ đông, thưa toàn thể đại hội, tôi thay mặt ban kiểm soát công ty cổ phần tập đoàn Mayland xin báo cáo và trình bày trước đại hội cổ đông, đại hội đồng cổ đông và thông qua báo cáo của ban kiểm soát như sau. Thứ nhất, kết quả kinh doanh của công ty năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022 như sau. Tổng doanh thu 109.230.349.041 đồng. Lợi nhuận trước thuế 1.431.710.156 đồng. Lợi nhuận sau thuế 1.431.710.156 đồng. Thù lao của các thành viên hội đồng quản trị, tiền lương của tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc, kế toán trưởng đã chi là 5.246.882.876 đồng. Kết quả hoạt động của hội đồng quản trị và của ban tổng giám đốc như sau. Một là kết quả hoạt động của hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị gồm có 3 thành viên đủ cơ cấu hoạt động theo quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của hội đồng quản trị. Các cuộc họp hội đồng quản trị có 10 ban kiểm soát tham dự. Hội đồng quản trị công ty luôn theo sát các hoạt động của ban tổng giám đốc, đưa ra các định hướng, các mục tiêu và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty. Trong năm 2021, không xảy ra điều gì bất thường trong hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát phải quyết định là kiểm tra bất thường. 2. Kết quả hoạt động của ban tổng giám đốc. Ban tổng giám đốc đã nhanh chóng triển khai kịp thời các nghị quyết của hội đồng quản trị. Ngay từ đầu năm 2021, ban tổng giám đốc đã đưa ra các mục tiêu, kế hoạch hoạt động, điều hành sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, thúc mắc trong quá trình thực hiện vào các buổi giao ban hàng tuần. Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo trực tiếp tới các bộ phận, phòng ban phối hợp linh hoạt để nhanh tốc độ nghiên cứu sản phẩm, kết quả đưa ra thị trường một số sản phẩm đã được khách hàng quan tâm. Song song đó thì đã xây dựng được các quy trình, quy chế, nội quy, văn hóa phù hợp với công ty, với hoạt động của công ty hiện tại. Hàng tháng đều có bảng đánh giá kết quả thực hiện các cái tiến độ. Ngoài ra, ban tổng giám đốc căn cứ vào tình hình phát triển sản phẩm đã mở rộng mặt bằng tầng 4 để đáp ứng nhu cầu nhân sự. Phần 2, đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát viên. Ban kiểm soát của công ty gồm 3 thành viên. 1, bà Nguyễn Thị Minh Gấm, trưởng ban, ông Trần Quang Hưng, thành viên, ông Trịnh Đình Điệp, thành viên. Năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, ban kiểm soát và kiểm soát viên đã thực hiện được những kết quả như sau. Thường xuyên giám sát các hoạt động của hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Xem xét các sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty trong việc quản lý điều hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của công tác kế toán, thống kê và báo cáo tài chính theo niên độ. Góp ý và bổ sung cải tiến cơ cấu, tổ chức, quy trình, quy chế, nội quy, văn bản phù hợp với hiện tại của công ty. Phần kết luận.
kết luận là hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc đang vận hành rất tốt công ty theo điều lệ tổ chức hoạt động của công ty theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị. Trong thời gian qua, ban kiểm soát chưa phát hiện được những vấn đề tiêu cực xảy ra của hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc cũng như nhận được sự phản ánh nào từ các cổ đông về quản lý và điều hành công ty. Hai là phần kiến nghị. Kiến nghị hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc cần tích cực hơn nữa trong việc chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra như kiểm soát tốt tiến độ hoàn thành sản phẩm, nâng cao trình độ kỹ thuật, rút ngắn thời gian đầu tư, sớm đưa ra các sản phẩm tốt nhất đáp ứng nhu cầu thị trường. Kiểm soát tốt các chi phí quản lý, tăng cường tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí, chống lãng phí, thất thoát tài sản của công ty. Thế đây là toàn bộ các cái nội dung báo cáo của ban kiểm soát và kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội vừa nghe trình bày về báo cáo của ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty năm 2021, kết quả hoạt động của hội đồng quản trị, tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát viên, đề nghị các cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung báo cáo này. Các cổ đông nào tán thành đề nghị sẽ tích và giơ vào thẻ biểu quyết ạ. Đề nghị ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra và thu phiếu biểu quyết. Các cổ đông nào tán thành đề nghị giơ thẻ biểu quyết ạ? Đề nghị ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu thẻ biểu quyết. Cổ đông nào không tán thành, đề nghị sẽ tích và giơ thẻ biểu quyết. Cổ đông nào không có ý kiến, đề nghị giơ thẻ biểu quyết. Cổ đông nào có ý kiến khác, đề nghị gửi phiếu ý kiến cho ban thư ký và công ty sẽ có văn bản trả lời đến các cổ đông. Sau đây tôi xin kính mời ông Nguyễn Huy Hoàng, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị lên đọc tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận tài chính năm 2022. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị cổ đông, kính thưa toàn thể đại hội. Được sự ủy quyền của hội đồng quản trị, tôi xin thay mặt sẽ đọc báo cáo kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2002 trình đại hội cổ đông để xin phép được thông qua. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2002. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2002. Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mylan, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mylan kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2022 như sau. Một, về kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022. Mức tổng doanh thu đạt ra là 150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2 tỷ đồng. Thứ hai, về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2002 sẽ được thực hiện như sau.
phương án phân phối lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh năm 2022, công ty tiếp tục có lãi, lợi nhuận sau thuế sẽ tiếp tục được bù lỗ lũy kế cho hết số liệu âm trên báo cáo tài chính của các năm. Nếu số tiền bù lỗ hết, căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2022, công ty sẽ lập phương án trả cổ tức nếu công ty có lãi phát sinh. Về một số nghiệp vụ khác, việc trích lập quỹ đầu tư phát triển thì để ở mức 0 đồng. Trích lập quỹ khen thưởng cũng để ở mức 0 đồng. Về phương án trả cổ tức cho năm 2022 sẽ tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh trên thực tế. Xin kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Thay mặt hội đồng quản trị, Chủ tịch Hoàng Mai Trung đã ký. Xin hết. Kính thưa đại hội vừa nghe trình bày về tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022, đề nghị các cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung tờ trình này. Cổ đông nào tán thành, đề nghị sẽ tích và giơ thẻ biểu quyết. Đề nghị các cổ đông tán thành sẽ giơ thẻ biểu quyết. Đề nghị ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu thẻ biểu quyết. Cổ đông nào không tán thành đề nghị tích và giơ thẻ biểu quyết. Cổ đông nào không có ý kiến khác đề nghị giơ thẻ biểu quyết. Cổ đông nào có ý kiến khác đề nghị gửi phiếu ý kiến cho ban thư ký và công ty sẽ có văn bản trả lời đến các cổ đông. Sau đây tôi xin kính mời bà Nguyễn Thái Quỳnh Anh, kế toán trưởng lên đọc tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và được lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý cổ đông, thưa toàn thể đại hội. Tôi xin được trình bày về tờ trình số 04 ngày 29 tháng 6 năm 2022 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022. Cái việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán và định giá ESCO. Thông tin chi tiết về báo cáo sẽ được hiển thị trên màn hình LED. Về các tiêu chí để lựa chọn báo cáo kiểm toán độc lập. A. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán phải là các công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2022, có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm. Đáp ứng yêu cầu công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. B. Đề xuất danh sách công ty kiểm toán. Căn cứ các tiêu chí trên, Hội đồng Quản trị đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập và trình Đại hội Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán định giá ESCO, công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán nhân tài Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn ANC, công ty trách nhiệm kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh ISC, công ty trách nhiệm kiểm toán BKF Việt Nam. Kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên. Trong trường hợp không đi đến được thống nhất và các công ty kiểm toán trong danh sách trên thì Đại hội Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị được phép lựa chọn một công ty kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua. Thay mặt hội đồng quản trị, chủ tịch Hoàng Mai Trung đã ký, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội vừa nghe trình bày về tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2022, đề nghị các cổ đông sẽ thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung tờ trình này. Cổ đông nào tán thành đề nghị sẽ tích và giơ thẻ biểu quyết. Đề nghị các quý cổ đông sẽ giơ thẻ biểu quyết ạ. Đề nghị ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu thẻ biểu quyết. Cổ đông nào không tán thành đề nghị tích và giơ thẻ biểu quyết. Cổ đông nào không có ý kiến đề nghị tích và giơ thẻ biểu quyết. Cổ đông nào có ý khác đề nghị gửi phiếu ý kiến đến cho ban thư ký. Và công ty sẽ có văn bản trả lời đến các cổ đông. Sau đây tôi xin kính mời bà Hoàng Thị Thu, trưởng phòng kế hoạch tài chính lên đọc tờ trình về việc thông qua việc vay vốn các đối tượng, cá nhân, tổ chức tín dụng. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa Đại hội đồng cổ đông, kính thưa Hội đồng Quản trị, kính thưa các quý vị trong đại hội. Tôi được ủy quyền từ Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc tờ trình số 06 về việc thông qua việc vay vốn của các đối tượng cá nhân và tổ chức tín dụng. Kính gửi Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc vay vốn của các đối tượng cá nhân tổ chức tín dụng trong năm tài chính 2022 hoặc đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau. Tổng số vay vốn dự kiến là 300 tỷ đồng. Nguồn vốn là, thứ nhất là vay của các cá nhân Hoàng Mai Trung và các cá nhân tổ chức khác nếu có. Thứ hai là huy động vốn từ các cá nhân tổ chức quỹ đầu tư nếu có. Thực tế triển khai từ mùng 1 tháng 4 năm 2022 đến 29 tháng 6 năm 2022, công ty đã vay từ cá nhân ông Hoàng Mai Trung số tiền là 46 tỷ đồng. Trong đó có ngày 22 tháng 4 2022, Hội đồng Quản trị thông qua hợp đồng vay vốn số 05 với số tiền thực tế vay là 14,5 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Hội đồng Quản trị thông qua hợp đồng vay vốn số 06, số tiền thực tế vay là 15 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 6 năm 2022, Hội đồng Quản trị thông qua hợp đồng vay số 07 với số tiền vay thực tế là 16,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông giao cho ông Hoàng Mai Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung như sau. Một là chủ động lập, phê duyệt phương án huy động vốn để đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Hai là thực hiện việc thông qua nghị quyết Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Hoàng Mai Trung đã ký duyệt ạ. Cảm ơn. Kính thưa đại hội vừa nghe trình bày về tờ trình về việc thông qua vay vốn của các đối tượng, cá nhân, tổ chức tín dụng, đề nghị các cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung tờ trình này. Cổ đông nào tán thành, đề nghị sẽ tích và giơ thẻ biểu quyết. Đề nghị các quý cổ đông sẽ giơ thẻ biểu quyết.
đề nghị ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu thẻ biểu quyết. Cổ đông nào không tán thành đề nghị tích và rơi thẻ biểu quyết. Cổ đông nào không có ý kiến đề nghị tích và rơi thẻ biểu quyết. Cổ đông nào có ý kiến khác đề nghị gửi phiếu ý kiến cho ban thư ký và công ty sẽ có văn bản trả lời đến các cổ đông. Và sau đây tôi xin kính mời bà Nguyễn Thái Quỳnh Anh, kế toán trưởng lên đọc tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các quý cổ đông và toàn thể đại hội. Sau đây tôi được sự ủy quyền của Hội đồng Quản trị trình bày về tờ trình số 07 ngày 20 tháng 7 năm 2022. Về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mây Lanh kính trình Đại hội Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với nội dung như sau. 1. Tên cổ phiếu phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mây Lanh. Mã chứng khoán: MEI. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng một cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 12 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành thêm là 120 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất đợt phát hành là 15 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành là 150 tỷ đồng. Hình thức phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư. Giá phát hành là 10.000 đồng một cổ phiếu. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng bao gồm rủi ro pha loãng thu nhập dòng trên mỗi cổ phiếu IPS, pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu PVPS, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết. 13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: phải là tổ chức cá nhân trong nước có tiềm lực về tài chính, đáp ứng điều kiện đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược. Đối tượng phát hành là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen, đã được Ủy ban Chứng khoán cấp giấy phép số 35 cấp ngày 10 tháng 3 năm 2019 và đã được cấp giấy phép điều chỉnh số 05 cấp ngày 28 tháng 1 năm 2019. Tổng số cổ phần dự kiến tối đa sở hữu sau khi thực hiện mua cổ phần là 12 triệu cổ phần. 15. Hạn chế chuyển nhượng: phần vốn góp thêm của nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong một năm theo quy định của pháp luật. 16. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến được Hội đồng Quản trị Công ty ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác, tổ chức cá nhân trong nước theo các điều kiện phát hành đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định về pháp luật. 17. Thời gian dự kiến phát hành sẽ phát hành dự kiến là quý 3 và quý 4 năm 2022, thời điểm cụ thể được Đại hội Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 18. Đảm bảo đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án bảo đảm về việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty. 19. Phương án sử dụng vốn thu hồi được từ đợt phát hành: tổng số tiền dự kiến thu được là 120 tỷ đồng. Tổng số thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của công ty. Mục đích sử dụng vốn chi tiết là thanh toán các khoản nợ tài chính có số dư phát sinh trước thời điểm hoàn tất đợt phát hành. Số tiền là 120 tỷ đồng và thời gian dự kiến là quý 3 và quý 4 năm 2022.
Phần 2, thông qua việc miễn chào mua công khai đối với công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen, cổ phần có quyền biểu quyết của công ty cổ phần tập đoàn Mayland trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, dẫn tới việc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% đến mức vượt mức 75% số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Phần 3, kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty thực hiện các công việc sau đây. 1. Quyết định phương án phát hành, chi tiết giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, thời gian thực hiện, các công việc khác có liên quan đến nội dung phát hành theo quy định của pháp luật. 2. Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan hoàn tất việc phát hành. 3. Bổ sung sửa đổi hoàn chỉnh hoặc phê chuẩn chấp thuận thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh, hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, hoạt động của công ty, phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành các cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện thủ tục phát hành theo quy định. 4. Quyết định phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. 5. Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt huy động vốn dự kiến từ đợt phát hành để thực hiện dự án và hợp đồng. 6. Thay đổi điều chỉnh thứ tự ưu tiên sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành, điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển mục đích vốn sang đầu tư dự án hoặc hợp tác đầu tư với các đối tượng khác để thực hiện các dự án có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật, hoặc sử dụng vốn vào các mục đích khác và báo cáo hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này. 7. Thực hiện các thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành. 8. Chủ động sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo quy mô điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. 9. Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, cân đối, sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông. 10. Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX sau khi hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật. 11. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành bao gồm cả các quyết định và các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên, thay mặt Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hoàng Mai Trung đã ký. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa Đại hội vừa nghe trình bày về tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty, đề nghị các cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung tờ trình trên. Cổ đông nào tán thành đề nghị tích và giơ thẻ biểu quyết ạ? Đề nghị các quý cổ đông chúng ta sẽ cùng giơ thẻ biểu quyết ạ. Đề nghị ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu thẻ biểu quyết. Cổ đông nào không tán thành đề nghị tích và giơ thẻ biểu quyết. Cổ đông nào không có ý kiến đề nghị tích và giơ thẻ biểu quyết. Cổ đông nào có ý kiến khác đề nghị gửi phiếu ý kiến cho ban thư ký và công ty sẽ có văn bản trả lời đến các cổ đông. Và
sau đây tôi xin kính mời bà Trương Thị Hà, Giám đốc Ban Kiểm soát Tuân thủ và ISO lên đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Trân trọng kính mời bà. Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland, sau đây tôi xin phép đọc tờ trình số 05 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty như sau. Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland số 05 TTHDQT Mayland ngày 29 tháng 6 năm 2022. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty như sau. Thông qua toàn văn điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland, điều lệ được đính kèm ở tờ trình này, giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ có liên quan cho phù hợp với nội dung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hoàng Mai Trung đã ký quyết định. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội vừa nghe trình bày về tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, đề nghị các quý cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung tờ trình này. Cổ đông nào tán thành sẽ tiến hành tích và giơ thẻ biểu quyết. Đề nghị các quý cổ đông tiến hành đồng ý sẽ tiến hành giơ thẻ biểu quyết. Đề nghị ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu thẻ biểu quyết. Cổ đông nào không tán thành đề nghị tích và giơ thẻ biểu quyết. Cổ đông nào không có ý kiến đề nghị tích và giơ thẻ biểu quyết. Cổ đông nào có ý kiến khác đề nghị gửi phiếu ý kiến cho ban thư ký và công ty sẽ có văn bản trả lời đến các cổ đông. Kính thưa đại hội, như vậy đại hội đã nghe trình bày đủ các vấn đề của chương trình và sau đây Phương Thảo xin trân trọng kính mời quý vị sẽ có một phần thời gian để giải lao và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland đã chuẩn bị tea break phía bên tay trái của quý vị để quý vị có thể thưởng thức ạ. Xin mời quý vị sẽ đến với giờ giải lao.
Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Cao Đức Anh sẽ lên giới thiệu về Mayland, doanh nghiệp tiên phong lĩnh vực công nghệ bất động sản. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa quý cổ đông và quý khách quý tham gia trong đại hội cổ đông thường niên Mayland 2022. Ngày hôm nay đến với đại hội cổ đông Mayland 2022, tôi muốn cùng mang đến với các anh chị 5 cột mốc trong lịch sử trong xuyên suốt 120 năm qua. Cột mốc đầu tiên được hiển thị bằng hình ảnh của một người đàn ông ở trên màn hình. Khi người đàn ông này hỏi những người khách hàng của mình: "Thưa ngài, ngài cần điều gì?" Khách hàng của ông ấy nói rằng: "Chúng tôi cần những con ngựa chạy nhanh hơn." Và đó là lý do Henry Ford đã tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp ô tô. Nếu như cách đây trước 120 năm, ô tô là một phương tiện được coi là xa xỉ phẩm, chỉ là một thứ đồ chơi, Henry Ford đã đóng góp vào công cuộc này và làm cho ô tô trở thành một trong những phương tiện phổ thông bậc nhất trong việc di chuyển đường bộ ở trên trái đất. Đây là câu chuyện cách đây 120 năm. 51 năm trước thì sao? 51 năm trước, Đức Anh lại muốn mời các anh chị sẽ cùng nhìn 10 ký tự đang xuất hiện ở trên màn hình. Vâng, ngày hôm nay đến với đại hội cổ đông, rất nhiều các anh chị đang dùng điện thoại di động, có rất nhiều điện thoại. Đức Anh nhờ các anh chị sẽ cùng thử bật phần chat hoặc nhắn tin lên để xem 10 ký tự này có gì đặc biệt hay không ạ. Anh chị nào đã phát hiện ra 10 ký tự này có điều gì đặc biệt ở trên bàn phím của mình không ạ? Vâng, anh Tùng nhìn thấy điều gì ạ? Vâng, anh Tùng vừa nhắc đến việc đây là 10 chữ cái đầu tiên trên bàn phím tiêu chuẩn mà ngày hôm nay chúng ta đều sử dụng ở mọi loại bàn phím. Đức Anh muốn giới thiệu với các anh chị, đây lại là dòng email đầu tiên được gửi đi 51 năm trước. 51 năm trước người ta dùng thư từ để làm một cái phương tiện liên lạc và trao đổi thông tin. Nhưng email mới chỉ thực sự xuất hiện cách đây 51 năm. Ngày hôm nay mỗi một cá nhân có điện thoại chắc chắn đều cần một tài khoản email. Và email đã trở thành thứ vô cùng phổ thông và thông dụng với xã hội loài người bây giờ. Nhưng đó là cuộc cách mạng của 51 năm trước. Và kể cả ký tự A còng như các anh chị đang nhìn thấy ở trên màn hình, nó cũng đã được trở thành một tiêu chuẩn cho bất kỳ một email nào xuất hiện ở trên trái đất này đều phải có một ký tự là ký tự A còng. Câu chuyện số 3, dấu mốc số 3 chỉ cách nay 23 năm thôi. Và 23 năm trước thì có một cái cụm từ 3 chữ cái. Anh chị chắc chắn thấy rất quen thuộc. CIM. CIM là tên hậu tố của một trong những sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Mayland, May CIM. CIM thì thường chúng ta hay hình dung đây là viết tắt của 3 chữ cái: Customer Relationship Management, tức là quản trị mối quan hệ khách hàng. Nhưng CIM cũng đồng thời là một mã chứng khoán ở trên một sàn chứng khoán nổi tiếng bậc nhất ở thế giới, New York. Và mã chứng khoán này trong năm 2021 vừa rồi có những thời điểm lên đến trên $300. Vâng, trong khi với Ford, một doanh nghiệp được coi là một gã khổng lồ, chứng khoán ngày hôm nay giá của một cổ phiếu của Ford, một cổ phần của Ford, $13. Nhưng CIM ở trên sàn chứng khoán New York, $300. Điều gì làm nên sự khác biệt của CIM? Thế thì đơn vị đứng đằng sau của mã chứng khoán CIM này là ai? Đây là một trong những tượng đài của ngành công nghệ. Và họ tên là Salesforce. Nhắc đến công nghệ, chắc chắn phải nhắc đến Salesforce. Nhắc đến Salesforce, chắc chắn phải nhắc đến việc họ là người đã mang cuộc cách mạng của việc biến những phần mềm ứng dụng trở thành một sản phẩm. Và CIM là một trong những cái sản phẩm mà họ mang đến với thị trường. Nếu như trước đây, người ta phải đến từng máy tính để cài đặt, Salesforce đã làm khác đi. Họ đã sử dụng đám mây, họ sử dụng công nghệ để làm nên sự khác biệt này. Và những ngày đầu khi mà Salesforce bước chân ra ngoài thị trường, không nhà đầu tư nào tin. Có
có thể là một hành trình thành công. Nhưng chỉ 5 năm sau đó, họ thành lập năm 1999 và đến năm 2004, họ đã đạt mức vốn hóa tỷ đô đầu tiên. Đến năm 2020 vừa rồi thì giá trị vốn hóa của Salesforce không phải là 1 tỷ đô. Họ lên đến hơn 200 tỷ đô, thưa các anh chị. Và đó là câu chuyện của Salesforce. Đây cũng là một trong những câu chuyện truyền rất nhiều cảm hứng với người Mainland, đặc biệt là đội ngũ công nghệ. Bởi vì hơn ai hết, người làm công nghệ chắc chắn sẽ biết đến tên của Salesforce. Vâng, họ là một tượng đài vô cùng lớn trong ngành. Bốn câu chuyện vừa rồi thì đã đi qua, ba câu chuyện vừa rồi thì đều đã đi qua những dấu mốc của thế giới. Đức Anh muốn cùng với các anh chị quay trở lại với nơi mà chúng ta đang sống, đang đặt chân là Việt Nam. Vâng, thưa các anh chị, ở trên màn hình là hình ảnh minh họa. Đây là một hình ảnh người ta gọi là kỳ lân. Kỳ lân công nghệ là một thuật ngữ ra đời từ năm 2013. Kỳ lân công nghệ là cụm từ được mô tả cho những doanh nghiệp startup làm về công nghệ đạt mức vốn hóa tỷ đô trở lên. Liệu Việt Nam đã có kỳ lân công nghệ nào chưa? Dấu mốc số 4 mà Đức Anh muốn nhắc đến với các anh chị là năm 2014. Lần đầu tiên Việt Nam có một kỳ lân công nghệ và chắc chắn phải đến 90 hoặc 95% các anh chị đang ngồi trong khán phòng ngày hôm nay đang sử dụng sản phẩm của họ. Đó là Zalo. Zalo là một sản phẩm nằm trong hệ sinh thái của VNG, Vinagame. Và VNG ra đời từ năm 2003. Họ mất 11 năm để đạt được mức vốn hóa tỷ đô đầu tiên của họ. 11 năm cho hành trình của VNG khi trên thị trường không có ai đi cùng. Một mình lầm lũi làm mọi thứ. Sản xuất game, làm dinh MP3 để nghe nhạc. Và Zalo, một ứng dụng quốc dân mà bây giờ gần như tất cả người Việt Nam nào cũng đang cài và sử dụng. Câu chuyện của VNG là một câu chuyện rất cảm hứng cho những người làm công nghệ ở Việt Nam. Nhưng cũng phải mất đến 5 năm sau đó, đến 2019. Từ năm 2014 cho đến 2019, Việt Nam không ghi nhận thêm bất kỳ một kỳ lân nào cả. Và 2019 là dấu mốc số 5 mà Đức Anh muốn giới thiệu với các anh chị. 2019 cũng là năm mà Mainland chính thức ra đời dưới sự khát khao và ấp ủ của Chủ tịch Hoàng Mai Trung. Không chỉ là câu chuyện ra đời trong thời điểm của 2019, 2019 chỉ là dấu mốc của sự chính thức khi Mainland đặt tên của mình trên bản đồ công nghệ gắn với lĩnh vực bất động sản. Và đó là lúc Mainland tuyên bố về việc chúng tôi sẽ tham gia vào lĩnh vực bất động sản để tăng tính thanh khoản và khai thác tối đa công năng. Với mảng bất động sản ở Việt Nam vô cùng tiềm năng nhưng chưa có ai đưa công nghệ vào một cách triệt để, Mainland tuyên bố chúng tôi sẽ là người tiên phong. Và 3 năm, khẳng định của sự tiên phong không chỉ còn là thông điệp. Ngày hôm nay khi nhắc đến Mainland, người ta sẽ hình dung ra một cổng thông tin điện tử 4.0, mainland.com. Người ta sẽ hình dung ra câu chuyện của Maymap để tra cứu quy hoạch trực tuyến. Vâng, MayCRM thì quá đương nhiên rồi. Một nền tảng dành riêng cho môi giới để quản lý nguồn hàng và khách hàng. Đó là câu chuyện đầy cảm hứng của Mainland. Và cảm hứng hơn nữa là sự đồng hành của quý cổ đông và quý anh chị trên suốt hành trình 3 năm vừa rồi. Và một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành cùng với Mainland. Và thưa các anh chị, bức tranh ở phía trước còn rất dài. Chúng ta đã có 4 tấm gương của kỳ lân công nghệ ở Việt Nam. Mainland liệu có là kỳ lân tiếp nối ngay sau đó hay không? Và hành trình tiếp theo Mainland sẽ cần phải làm những gì? Hơn ai hết, người thuyền trưởng sẽ chỉ cho chúng ta cái bức tranh này và biết được rằng đâu sẽ là những mảnh ghép mà Mainland sẽ cần phải làm tiếp, nỗ lực hơn nữa và làm nhiều hơn nữa trong tương lai. Ngay sau đây tôi xin được mời Chủ tịch Hoàng Mai Trung sẽ cùng với các anh chị có phần chia sẻ tiếp theo. Kính thưa các anh chị em, các văn phòng đại diện của Mainland toàn quốc, kính thưa các anh chị nhà đầu tư Triệu Mây, kính thưa các anh chị là nhà đầu tư đại diện cho các anh chị nhà đầu tư trong nước và quốc tế của Mainland khắp toàn cầu này. Kính thưa anh chị, Mainland thì sinh ra thì ngày đến thời điểm này chuẩn bị là sinh nhật 3 năm. Cũng phải chia sẻ với anh chị là trong khoảng 1.5 năm đầu tiên thì công ty tập trung vào cái việc mà xây dựng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất. Sau đó 1.5 năm tiếp theo gần đây nhất thì chúng ta tập trung vào hoàn thiện đội ngũ, xây dựng hệ thống vận hành.
hoàn thiện sản phẩm với những cái ý tưởng từ giai đoạn ban đầu chúng ta đưa ra. Để có được cái sự thành công mà đến ngày hôm nay ấy, cũng phải kể đến là cái sự nỗ lực rất nhiều của toàn bộ cộng đồng, các anh chị em, nhà đầu tư. Trong đó có rất nhiều công sức của các anh chị em, các nhà đầu tư từ giai đoạn ban đầu. Rồi trong đó có cả các nhạc sĩ, các ca sĩ là những người tạo ra những cái nguồn sống cho Mayland mà đến thời điểm này. Tiếp nữa cũng phải kể đến là những đóng góp của những anh chị em, đội ngũ đầu tiên của Mayland trong giai đoạn mà khởi nghiệp. Và đến cái thời điểm này lại là cái bước nối tiếp của tất cả các anh chị em, những người thực thi tại Mayland. Và từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Và chúng ta đến thời điểm này đã hội tụ rất nhiều cái sức mạnh để có thể làm được những cái điều lớn hơn trong cái thời gian tới. Để có được sự thành công này thì cũng không thể không nhắc tới cái tinh thần chiến lược của Đảng và Nhà nước dẫn lối, rồi sự ủng hộ của các bộ ban ngành, các hội, hiệp hội, chuyên ngành, và trong đó còn có các đối tác khách hàng và đối tác chiến lược đã đồng hành với chúng ta trong suốt thời gian vừa qua. Cũng có phải nói là có sự cảm ơn rất lớn đối với các anh chị em truyền thông, truyền hình, nhà báo trong thời gian qua đã hỗ trợ cho Mayland rất nhiều để Mayland có được cái sự vững vàng và thương hiệu ổn định đến ngày hôm nay. Như anh chị em đã biết, thì trong những cái đối tác chiến lược của chúng ta ấy, có đối tác PwC. Trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta có rất nhiều hoạt động đối với đối tác này, và họ đã giúp cho chúng ta chuẩn hóa từng bước trong từng cái giai đoạn. Và đến thời điểm này thì chúng ta đang tiếp tục vững vàng và có sự cam kết rõ ràng để hướng tới cái mục tiêu sứ mệnh tầm nhìn của chúng ta. Đây là một lộ trình dài, và những gì vừa rồi Đức Anh có chia sẻ, đấy là những cái bài học lịch sử để mà chúng ta có cái nguồn cảm hứng để đi về phía trước. Nhưng chúng ta phải viết ra câu chuyện riêng của chúng ta. Và câu chuyện này thì chúng ta, tất cả những người ngồi đây và cộng đồng anh chị em nhà đầu tư đang là người viết lên nó. Những đội ngũ thực thi tại Mayland là những người đang viết lên nó. Và nó thành hiện thực thế nào phụ thuộc rất nhiều vào sự may mắn và những cái nguồn lực của mình. Rồi tài trí của mình nữa. Sự nỗ lực, sự cam kết trong thời gian tới. Như anh chị em biết thì PwC làm doanh nghiệp toàn cầu. Họ có hàng trăm năm tuổi rồi. Và với sự dẫn dắt về chiến lược, về tầm nhìn của họ thì chắc chắn chúng ta sẽ đi vững vàng hơn. Có lộ trình hơn. Và trên con đường này thì chúng ta lại là người phải tự đi. Họ sẽ đi đồng hành. Họ hỗ trợ dẫn dắt để chúng ta đi đúng đường. Và chắc chắn hơn, giảm thiểu nhiều rủi ro hơn. Đi một cách bài bản, quy củ, chuyên nghiệp hơn. Ngay từ đầu, để chúng ta hướng tới cái sứ mệnh tầm nhìn của chúng ta. Đây là một doanh nghiệp mà người ta làm kiểm toán, rồi tư vấn hoạt động, tư vấn thương vụ, tư vấn thuế, tư vấn luật, tư vấn chiến lược, tư vấn hoạt động. Và bên cạnh đó họ cũng là những nhà tư vấn về tài chính. Rồi niêm yết rất lớn. Họ còn có những cái quỹ đầu tư rất lớn. Và trong tương lai thì có thể chúng ta cũng sẽ hợp tác với họ trong cái chuyện đó. Mayland đã đi qua ở những cái giai đoạn, qua những cái cấu phần như anh chị em nhìn qua. Về phân tích đánh giá thị trường,
về tư vấn mô hình kinh doanh. Và sắp tới sẽ là phân tích giá trị doanh nghiệp và rất nhiều những cái cấu phần họ đồng hành với chúng ta trong cái quá trình chúng ta hoàn thiện cái bộ máy doanh nghiệp, xây dựng tổ chức đúng như những gì chúng ta muốn, nó phải là một cơ thể sống, một cái doanh nghiệp nhưng phải là một cơ thể sống hoàn chỉnh. Đội ngũ chuyên gia của PwC thực sự là những người gần như có thể nói là giỏi nhất, bởi họ được tuyển chọn với những cái tiêu chuẩn và tư cách đạo đức. Doanh nghiệp chúng ta là doanh nghiệp mà ngay từ đầu sinh ra đã là doanh nghiệp cộng đồng. Chúng ta hướng tới doanh nghiệp đại chúng. Và tất cả những cái đấy đều hướng tới là cái sự minh bạch. Chúng ta là công ty đại chúng thì chúng ta phải minh bạch bởi sự kiểm soát của Ủy ban chứng khoán và sự kiểm soát của các cái tổ chức kiểm toán. Khi chúng ta hợp tác với một tổ chức lớn như thế này thì lại thêm một lần nữa họ lại ra soát tiếp cho chúng ta từ số liệu, tại vì chúng ta phải mở hết thì họ mới tư vấn được. Và khi mở hết thì gần như lại là thêm một lần nữa cái sự minh bạch. Thời gian tới chúng ta có rất nhiều chiến lược nữa để minh bạch. Và càng minh bạch bao nhiêu thì có được lòng tin. Và lòng tin chính là cái cơ sở để sau này chúng ta có giá trị vốn hóa lớn, chứ không hẳn là tài sản hay dòng tiền. Ở những cái phần này thì chúng ta có cái phần mà phân tích về thị trường, đánh giá thực trạng và phân tích các trường hợp điển hình. Có nghĩa là chúng ta nhìn xem ngoài thế giới kia người ta có cái gì không? Có làm những cái thứ liên quan bất động sản thế này không? Có công nghệ cho bất động sản không? Tiềm năng ngoài đó như thế nào? Ở trong nước như thế nào? Rồi họ tư vấn cho chúng ta cái mô hình kinh doanh phù hợp để tiếp cận cái cơ hội đó. Rồi phân tích giá trị doanh nghiệp, rà soát tất cả cái sứ mệnh tầm nhìn của chúng ta. Có hợp lý không? Có đúng đắn không? Có thực tiễn không? Và từ đó thì họ xây cho chúng ta con đường để đi đến đó. Tại sao ở trong cái phần này nói với là Mayland doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ bất động sản? Là vì khi mà rà soát khắp thế giới chẳng có ai làm, chưa có ai làm. Đâu đó cũng chưa có phát triển về công nghệ thực sự cho bất động sản, mà đâu đó chỉ là một số cái trang web đơn giản, một số cái app đơn giản, chứ chưa thực sự đấy là chuyển đổi số. Chuyển đổi số như chúng ta vẫn có những cái chia sẻ và những cái buổi Zoom chúng ta thấy, nó lớn, vĩ đại hơn rất nhiều. Nó chuyển đổi cả về tư duy, phương thức kinh doanh, mô hình tổ chức kinh doanh, chứ không chỉ là chuyện một cái ý tưởng đơn thuần về một cái sản phẩm web hay là công nghệ thông tin thông thường. Sau những cái cấu phần ban đầu thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược và mô hình kinh doanh, rồi cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành là thời gian này chúng ta tiếp tục cũng đưa vào để có được cái hệ thống quản trị, mô hình tương tác, quy trình đầu cuối, rồi cơ cấu tổ chức vận hành. Để cuối cùng là chúng ta có được một cái môi trường đủ tốt để có được nguồn nhân lực tốt hơn nữa, để mở rộng, để phát triển. Chắc chắn cái việc mở rộng và phát triển phải dựa trên con người, bởi con người mới là những người đặt ra mục tiêu, con người mới là người lập kế hoạch, và con người mới là người thực thi đó. Và một cái tổ chức mà có hệ thống vận hành tốt thì văn hóa doanh nghiệp nó cũng được phát triển ra từ đó. Và một doanh nghiệp thực sự muốn có hồn thì phải có văn hóa doanh nghiệp. Và văn hóa doanh nghiệp mới giúp cho cái doanh nghiệp đó mới trường tồn, mới vững vàng, mới trở lên lớn theo cái cách riêng của nó. Đặc biệt trong cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, chúng ta có một cái cơ hội. Tất cả những cái mà được tư vấn đều có phương pháp luận của nó, từ sứ mệnh tầm nhìn, rồi phân tích thị trường, rồi nghiên cứu những cái cây điển hình, rồi hiện trạng Milan thế nào, rồi đưa ra các cái chiến lược và mô hình hoạt động, các mục tiêu,
sau đó sẽ xác định cái giá trị doanh nghiệp như thế nào cho nó phù hợp ở từng thời điểm, từng giai đoạn, rồi triển khai cái lộ trình để chúng ta trở thành doanh nghiệp IPO trên sàn chứng khoán trong nước và quốc tế. Đây là những việc mà chúng ta đang phải làm. Và đây cũng chỉ là một phần những cái việc mà chúng ta phải làm, thì anh chị em mới thấy là chúng ta có nhiều việc thế nào. Đây là những việc nằm trong chiến lược dài hạn, đầu tư cho mục tiêu chiến lược. Còn những cái việc mà cho hàng năm theo đuổi gọi là mục tiêu hoạt động, mục tiêu kinh doanh lại là một cái luồng việc khác rất lớn. Và việc nào cũng nhiều, và chính vì thế mà chúng ta rất cần nhiều nguồn lực để hoàn thiện tất cả những cái thứ này. Và đây là cái cơ sở để anh chị em cũng thấy rõ là tại sao mà chúng ta đứng đơn thương độc mã trong cái thời đại này rất khó để thành công. Bởi nguồn lực không đủ. Nguồn lực không có thì không có môi trường, không có con người, không có văn hóa. Thì doanh nghiệp nó chỉ đến một ngưỡng nào đó và chúng ta không làm được điều gì lớn. Chúng ta không tận dụng được cái cơ hội trong cuộc cách mạng này. Và lúc đó chúng ta rất khó thành công. Và thành công thì lại chỉ là thành công nhỏ. Còn ở đây chúng ta hợp tác vào với nhau để thành công lớn. Với những cái phân tích có cơ sở dựa trên những cái nguồn lực và mô hình hoạt động, mô hình kinh doanh của chúng ta. Trong cái này thì trong cái bối cảnh PropTech toàn cầu đang ở tình trạng thế nào là chúng ta đều có số liệu. Đây chỉ là một số trong một loạt có thể vài trăm cái slide hay là những cái tài liệu họ cung cấp cho chúng ta. Đây là chỉ là một số slide ở mức độ là tổng quan nhất thôi. Chứ họ đi vào rất là chi tiết từng số liệu một để phân tích ra tất cả những cái chúng ta đưa ra là có khả thi không, có đúng không, có hợp lý không, và thế giới nó đang vận hành đi theo hướng thế nào, và cái xu thế xu hướng nó đi theo thế nào, và những cái sứ mệnh tầm nhìn của chúng ta có ăn khớp với cả cái thế giới này không. Đấy. Và cái đầu tư trên thế giới đây, 84,4 tỷ đô vào năm 2000 và đến năm 2019. Có nghĩa là xu hướng là đầu tư cho PropTech đó là xu hướng toàn cầu. Nhưng chưa có một cái hệ sinh thái, chưa có một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số cho bất động sản một cách thực sự. Những cái định nghĩa liên quan đến chuyển đổi số cho bất động sản nó vẫn còn rất mơ hồ. Đây. Họ cho chúng ta những cái bài học, các cái doanh nghiệp mặc dù chỉ là những cái nền tảng, những cái trang web rất là đơn thuần thôi, chưa phải là một nền tảng hệ sinh thái gì, mà họ đã có những cái giá trị vốn hóa rất lớn. Từ 13, 5 tỷ, 6 tỷ cho đến 122 tỷ đô. Và từ cái này thì chúng ta sẽ có cái bức tranh tài chính như thế nào, hệ thống tổ chức như thế nào để có thể đạt được những cái mục tiêu. Rất chi tiết. Từ Zillow, Redin, Fin, KE Holding. Tất cả những chỉ số, tất cả đều có cơ sở hết. Và từ đó thì chúng ta đánh giá lại cái 26 sản phẩm của chúng ta. Lên làm thế nào để tối ưu, lên làm thế nào để hiệu quả với từng tính năng, tới từng mô đun. Và chúng ta có lợi thế gì đối với những gì chúng ta định hướng, và còn khơi mở cho chúng ta cái đường hướng về những cái sản phẩm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để đáp ứng được cái nhu cầu của cái thế giới này, của Việt Nam. Đây, cái tiềm năng đây, cái xu hướng đây. Thị trường bất động sản và xây dựng ở Trung Quốc 7%, còn ở Việt Nam thì mới đâu đó khoảng 5-6%. Đây, tại Trung Quốc đây. Trung Quốc là cây điển hình gần với chúng ta nhất. Chính vì vậy mà PwC họ cũng dựa vào những cái thông số từ Trung Quốc rất là nhiều. Bởi nó định hướng cho chúng ta cái xu hướng của cái chuyện phát triển công nghệ. Mặc dù vậy, tôi khẳng định là Trung Quốc chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản chưa thành công. Chính vì vậy mà thời gian vừa rồi họ có những cái sự đổ vỡ rất lớn trong thị trường về bất động sản. Còn khi chuyển đổi số thành công
thì cái rủi ro cho thị trường bất động sản nó cực thấp, gần như không có. Và chúng ta sẽ làm được cái điều đó ít nhất ở Việt Nam, sau đó chúng ta sẽ làm ra các nước. Đây, anh chị em nhìn. Hệ sinh thái PropTech tại Trung Quốc còn mới, nhưng tiến triển khá nhanh. Hệ sinh thái ở đây là gì? Là không phải một doanh nghiệp người ta làm hệ sinh thái, mà nhiều doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp làm một thứ, nhưng nó không giải quyết được vấn đề đồng bộ đâu. Chắc chắn. Tại vì cái ngành này, cái lĩnh vực này, nó đòi hỏi cái sự đồng bộ, sự kết nối, sự liên thông. Và cái nguồn vốn đầu tư của họ đang hiện tại đang đầu tư vào việc này rất là lớn và thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Và chính vì vậy mà tại sao mà chúng ta lựa chọn Hồng Kông, đây cũng là một trong những yếu tố. Tại vì Hồng Kông cũng chính là thuộc Trung Quốc. Đây, qua những cái bài học còn cho chúng ta rất nhiều cái chiến lược, trong đó chiến lược niêm yết cửa sau, rồi chiến lược về cái việc mà khẳng định là nhiều cái doanh nghiệp về đa số là ít nhất 7 năm người ta mới niêm yết được thành công. Nhưng ở giai đoạn trước, còn giai đoạn này chúng ta nếu hợp lực và đi đúng và may mắn chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Và bên cạnh đó cũng khẳng định một chuyện là không có nghĩa là cứ IPO, có nghĩa cứ đưa doanh nghiệp lên sàn chứng khoán mới là thành công. Mà rất nhiều doanh nghiệp được định giá rất lớn nhưng họ từ bỏ IPO. Tại vì IPO có khi còn không được định giá lớn và rủi ro còn cao nữa. Trên sàn chứng khoán rủi ro rất cao. Tại vì giá trị của doanh nghiệp ở trên sàn chứng khoán đôi khi nó lại phụ thuộc yếu tố tâm lý. Chứ lại không phải là chỉ là định giá bằng những cái phân tích kỹ thuật thông thường. Cho nên nhiều doanh nghiệp có giá trị vốn tài sản rất lớn, dòng tiền lớn, doanh thu lớn, tiền mặt lớn, nhưng giá cổ phiếu vẫn cắm đầu nếu thị trường nói chung là đi xuống. Và một cái tổ chức kinh doanh thì mục tiêu là gì? Tạo ra sản phẩm, dịch vụ, cung cấp được cho khách hàng mục tiêu của mình, phân khúc đúng, phù hợp và đem lại doanh thu và lợi nhuận. Nhưng đương nhiên chúng ta đi hai chân. Đây, tăng trưởng của thị trường bất động sản Việt Nam đây. Về xu hướng là sẽ tăng dần. Và đến năm 2025 là 463 tỷ đô. Hiện tại là khoảng 205. Với một thị trường lớn và có xu hướng đi lên như vậy, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Đến năm 30 là 1.232 tỷ. Những cái con số thống kê báo cáo này họ đều có căn cứ. Và cái con số biến động có thể là chỉ trên dưới thôi. Đương nhiên không thể chính xác hoàn toàn. Nhưng chắc chắn là có cơ sở để chúng ta nhìn nhận là chúng ta đi vào một cái ngành mà nó đang mở rộng, nó đang tăng trưởng. Và cái ngành đấy, cái giá trị của nó càng lớn, thì cơ hội chúng ta có thể cung cấp sản phẩm dịch vụ đủ tốt để giúp cho ngành đấy nó tốt hơn nữa, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một phần thu nhập ở bên trong đó. Đây, các yếu tố của ngành PropTech Việt Nam. Việt Nam nhiều yếu tố tăng trưởng cho ngành PropTech, bao gồm yếu tố tăng trưởng giúp các ngành nghề trong chuỗi giá trị bất động sản và các yếu tố có lợi cho công nghệ, thì trong đó có yếu tố rất quan trọng, đấy là chính sách có lợi cho ngành bất động sản và thúc đẩy tăng trưởng công nghệ, cải tiến công nghệ và tốc độ ứng dụng của công nghệ, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và đô thị hóa. Các yếu tố khác gồm đầu tư và FDI và COVID. Khi chúng ta có bức tranh toàn cảnh thì chúng ta biết là ở đâu đó nó có lợi cho chúng ta. Ở đâu đó chúng ta làm ra cái gì đấy mà thế giới cần. Ở chỗ đó sẽ có tiền. Thì cái mô hình kinh doanh của chúng ta phải phân phối thế nào đấy cho nó phù hợp nhất đối với cái ngành nghề mà lĩnh vực mà chúng ta theo đuổi. Và ở những cái cấu phần này thì chúng ta tiếp tục với những cái chuyên gia hàng đầu phân tích lại toàn bộ về doanh nghiệp, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh, kế hoạch mục tiêu kiểm soát điều chỉnh,
và các cái chỉ tiêu rõ ràng về tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát triển. Và sau khi mà phản biện xong với tất cả các chuyên gia trong và bên ngoài thì cuối cùng chúng ta thống nhất là chỉ điều chỉnh lại cho nó câu chữ nó đẹp hơn thôi. Chứ còn cũng không phải ai phản biện được luôn. Tại vì cái chúng ta đưa ra từ đầu rất đúng và họ cũng công nhận là đúng và phù hợp với cả những gì mà Mainland đang đi, đang định hướng, phù hợp với những gì mà thế giới này đang cần. Phương thức kinh doanh và năng lực cốt lõi, đấy là vấn đề rất là quan trọng mà chúng ta cần phải tập trung và chúng ta phân tích ra. Đương nhiên đây chỉ là tổng quan. Phân khúc khách hàng mục tiêu là ai? Giá trị đem lại cho khách hàng là gì? Nó phải rất rõ. Mô hình kinh doanh, dòng doanh thu, cấu trúc chi phí như thế nào để đem lại cái hiệu suất cao nhất cho doanh nghiệp và đem lại giá trị tốt nhất cho thị trường, đem lại lợi ích cho xã hội. Đấy, phương pháp tiếp cận chiến lược dựa trên thị trường và trong đó còn có phương pháp tiếp cận dựa trên nguồn lực. Thị trường có cái cơ hội gì? Chúng ta phải nhìn thấy rõ. Và chúng ta có cái gì thì cũng phải phân tích ra. Xong từ đó mới ghép vào để cuối cùng đi đến cái thành công. Chứ không phải chúng ta nói khơi khơi được đâu. Tất cả những cái mà nói chung chung thì cũng chỉ là để chung chung thế thôi. Chứ còn đi vào chi tiết nó rất nhiều thứ, rất nhiều việc chúng ta phải làm. Và anh chị em nhìn như thế này thì sẽ hiểu là anh chị em đội ngũ bên trong Mainland là những người như thế nào. Cũng phải nói là rất giỏi. Nếu không giỏi không thể xử lý được đâu. Người ta tư vấn rồi nghe cóc hiểu thì làm ăn cái gì. Đấy. Nói gì đến chuyện ông vận hành, ông thực thi. Tại vì tư vấn thì tư vấn, nhưng mình lại là người xây dựng và mình là người hoàn thiện và mình triển khai nó. Mình biến nó thành hiện thực. Đây, danh sách các công ty tương đồng, dữ liệu tài chính chi tiết, danh sách bao gồm các doanh nghiệp tương đồng trong ngành PropTech. Đấy, gọi là tương đồng tại vì không có một cái mô hình tiên phong như mình. Tiên phong là đi trước, tiên phong là đổi mới sáng tạo, tiên phong là khai phá, tiên phong là mở đường. Và người tiên phong cũng có nhiều rủi ro nhé, nhưng lại có nhiều lợi thế. Đi sau đôi khi có vẻ ít rủi ro hơn, nhưng lại chắc chắn rủi ro cao hơn. Còn đâu những cái người đi trước chúng ta rủi ro, nhưng lại chắc chắn thành công cao hơn. Đấy, từ định giá vài triệu đến vài tỷ. Và đây là cái cơ sở, mà đây là cơ sở từ Trung Quốc cho đến Mỹ, khắp toàn cầu. Họ điều tra tất cả số liệu trên toàn cầu để họ đưa ra cho chúng ta những cái minh chứng để chúng ta thấy là chúng ta đang đi như thế nào, thế giới đang đi về đâu. Bằng tất cả các cái số liệu, lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận trước thuế, lãi vay khấu hao, biên lợi nhuận sau, trước thuế và lãi vay, biên lợi nhuận sau thuế. Tất cả những con số rất là chi tiết. Chứ không phải là chúng ta cứ nói là chúng ta sẽ tuyệt vời đâu. Đấy, từ như thế này chúng ta thấy là cái chuyện mà một cái doanh nghiệp trở thành tỷ đô nó có cơ sở. Nếu không nói là hình như là ước mơ hơi nhỏ. Tại vì trên thế giới cái có doanh nghiệp nào mà dưới tỷ đô đâu. Mà người ta giai đoạn trước công nghệ cũ. Chúng ta đang có một cơ hội trong cuộc cách mạng này. Kịch bản kinh doanh đề xuất. Đấy, từ kịch bản kinh doanh của các cái đơn vị đấy sẽ đề xuất cho chúng ta những cái kịch bản kinh doanh như thế nào. Đương nhiên việc hiện thực hóa là việc của chúng ta. Đấy. Với giá trị từ 27 triệu cho đến 23 tỷ. Những cái doanh thu như thế nào, chi phí thế nào, cơ cấu thế nào, mọi cái của các cái doanh nghiệp trên khắp toàn cầu. Để chúng ta có được cái bài học. Chứ không phải ngồi chúng ta tưởng tượng đâu. Đấy. Tất cả đều phải có công thức để tính toán. Gợi ý cho chúng ta về cơ cấu chi phí, kinh doanh, marketing, giá vốn và nghiên cứu phát triển thị trường. Tiếp nữa là những cái phần liên quan đến cơ cấu tổ chức, thẻ điểm cân bằng. Đây, chúng ta đây. Các cái trụ cột kinh doanh và thông tin đầu vào như thế này.
về phương thức kinh doanh, hệ thống năng lực lõi, định hướng phát triển cho các trụ cột kinh doanh, các mục tiêu và ưu tiên chiến lược, sau đó sẽ ra được mô hình kinh doanh. Rồi từ đó chúng ta lại phân tích về các cái mô hình quản trị theo hướng tốt nhất, sau đó đánh giá về sự tương thích của mô hình. Rồi chúng ta mới đi ra được cái mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp này. Mô hình quản trị phù hợp cho doanh nghiệp. Đấy. Rồi cơ cấu tổ chức. Rất nhiều việc chúng ta phải làm. Đây. Rất nhiều việc chúng ta phải làm. Thì mới giúp cho Mylan có được phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức này. Và giới thiệu phương pháp tiếp cận toàn diện giúp Mylan xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp nhằm hiện thực hóa các định hướng chiến lược. Đấy. Chúng ta đưa ra sứ mệnh tầm nhìn, chúng ta đưa ra cái chiến lược. Thế nhưng ông tổ chức thế nào để đạt được cái chiến lược đó, các mục tiêu đó? Rồi chúng ta sẽ phải tổ chức doanh nghiệp ra sao để cho nó phù hợp. Tất cả mọi thứ rồi vẫn hướng về các cái thước đo lường cụ thể. Đấy. Lý do chúng ta tồn tại là gì? Những gì quan trọng đối với chúng ta? Chúng ta muốn thành thế nào? Chiến lược của chúng ta là gì? Chuyển thể của chiến lược là gì? Có nghĩa cái bản đồ để đi đến được một mục tiêu. Đo lường và tiêu điểm. Chúng ta cần làm gì? Tôi, có nghĩa từng con người phải làm gì? Và kết quả đầu ra là cái gì? Nhà đầu tư hài lòng, khách hàng thỏa mãn và các quy trình hiệu nghiệm và hiệu quả. Và lực lượng lao động thì sẵn sàng và có động lực. Thì tất cả những cái thứ này cuối cùng nó lại quay về, có đúng là lại là con người không? Đấy. Đấy, chúng ta ở đây. Đấy. Tôi cũng thế, tôi cũng là nhà đầu tư. Và đây chính là chìa khóa để đi đến thành công. Mỗi ngày. Rất nhiều việc chúng ta phải làm. Rất nhiều việc để chúng ta trở thành một cái doanh nghiệp trưởng thành. Tỷ lệ tăng doanh thu thế nào, giảm chi phí thế nào. Muốn giảm chi phí lại phải có hệ thống. Mà hệ thống lại đủ dẻo. Sử dụng tài sản thế nào, lợi nhuận chúng ta sẽ đạt được như thế nào. Và tất cả mọi thứ thực sự ra sau này chúng ta sẽ nhìn ở trên kết quả thành công hay thất bại. Nó nằm ở trên cái bảng cân đối của chúng ta. Chứ không để nói chung chung là đâu. Lúc đó sẽ là tài sản bao nhiêu, tiền bao nhiêu, doanh thu bao nhiêu, khách hàng bao nhiêu, thị trường thế nào. Đúng không? Tất cả. Rồi giá trị vốn hóa chúng ta trên sàn chứng khoán như thế nào. Đấy. Nó rất phức tạp. Bản đồ chiến lược của Mylan với các chương trình và biện pháp chiến lược thống nhất. Các yếu tố tài chính, yếu tố khách hàng, yếu tố quy trình, yếu tố học tập. Tất cả nó móc lối với nhau. Nó rất là phức tạp. Nếu mà một cái doanh nghiệp start-up mà thông thường lấy tiền đâu đi thuê những đơn vị tư vấn lớn. Có anh chị em bảo là ô như thế này chắc là nhiều tiền lắm. Không hề nhá. Không hề nhiều tiền. Nó lại hay ở chỗ đấy. Chứ nếu mà phải bỏ nhiều tiền thì lại không chưa chắc đã phù hợp. Nhất là chúng ta start-up cơ mà. Nhưng lại bỏ tiền nó phải xứng đáng. Nó đem lại giá trị cho chúng ta không chỉ cho hiện tại mà cho lâu dài. Để chúng ta có thể lớn bao nhiêu tùy chúng ta. Thì lúc đấy mới làm doanh nghiệp hoàn hảo. Mới giải được những bài toán lớn của thế giới. Tức là chúng ta tồn tại, sứ mệnh chúng ta đưa ra, nó có giá trị. Rất nhiều việc chúng ta phải làm. Xây dựng nền móng cơ bản, nâng cao năng lực nội bộ và tăng trưởng nhanh. Đấy là cả một quá trình mà chúng ta phải đi. Chúng ta sẽ có giai đoạn chuẩn bị IPO, giai đoạn thực hiện IPO và trở thành doanh nghiệp niêm yết thực sự. Và đâu đó chúng ta mới đang ở những cái giai đoạn chuẩn bị là chính thôi nha, anh chị em nha. Nỗ lực rất nhiều như thế thôi, nhưng vẫn là giai đoạn chuẩn bị. Có nghĩa là phía trước chúng ta còn rất nhiều khó khăn, mặc dù giai đoạn trước chúng ta vô số khó khăn. Chúng ta sinh ra đúng là giai đoạn Covid, anh chị em thấy anh chị em chúng ta như thế nào, vất vả thế nào. Cứ online để offline. Không tiếp được ai luôn. Nhân sự còn không đến được công ty.
tuyển dụng toàn trực tuyến. Tuyển dụng xong cái phỏng vấn xong là không thấy họ đến nữa. Mà trong có những cái giai đoạn mà nhân sự nhận việc xong, xong làm việc nhưng chẳng hiểu họ có làm việc không cơ. Tại vì lúc đấy tất cả đều online hết. Mà lúc đấy chúng ta ban đầu là chưa sẵn sàng cho cái việc đó, bởi chúng ta mới quá, chúng ta chưa có hệ thống. Cho nên có nhân sự mà sau khi một thời gian có khi người ta nghỉ việc rồi, nhưng chúng ta cũng không biết là họ nghỉ việc. Đấy, cái giai đoạn online là thế. Tại vì lúc đấy nó rất là hỗn loạn. Thế mà chúng ta kiên cường, chúng ta vững vàng. Và đội ngũ những anh chị em còn lại ở công ty và mới về công ty phải nói là đều là những người cực kỳ kiên cường thì mới bám trụ được. Còn không hầu hết là rơi rớt hết. Đây. Rất nhiều việc. Riêng cái giai đoạn IPO này, trước IPO để anh chị em nhìn này. Nhiều việc không? Rà soát định hướng chiến lược kinh doanh này, xác định chiến lược huy động vốn phù hợp này, định hình dịch vụ cung cấp khách hàng này, sắp xếp cấu trúc sở hữu trong tập đoàn, xây dựng cấu trúc quản lý công ty theo mô hình mẹ con, nâng cao quản trị doanh nghiệp, dự toán dòng tiền, định giá doanh nghiệp, chính sách kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính. Đấy, sau đó mới đến cái bước kia. Đấy. Chưa đến cái bước mà đi tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tài chính phù hợp, đảm bảo nguồn vốn được hỗ trợ, đồng thời đề xuất các tiềm năng cộng hưởng, rồi chuẩn bị tài liệu cho những cái hoạt động marketing chất lượng cao. Đấy. Marketing đây này, marketing đối với nhà đầu tư chiến lược nhé. Đấy. Rồi sau đó mới đây, đến những cái bước này, liên quan đến cái vấn đề này. Đấy. Lựa chọn công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư, chuẩn bị hồ sơ nộp ủy ban chứng khoán, lựa chọn đơn vị tư vấn luật, rồi lựa chọn đối tác. Và đương nhiên tất cả những cái này chúng ta muốn hướng tới cái việc mà thị trường quốc tế. Nó sẽ còn dài, chúng ta còn phải rất nhiều việc phải làm, rồi niêm yết thế nào. Đây, ở cái giai đoạn trước IPO, lại sâu hơn nữa, đây, anh em chúng ta nhìn này. Đây, sản phẩm dịch vụ cũng phải đang hoàn thiện. Nó phải có một quá trình, chứ không phải để ngay lập tức mà muốn là được đâu. Nói là dễ lắm, một câu là xong, nhưng mà làm 3 năm chưa chắc đã xong. Đấy, hệ thống, cái phần hệ thống. Phần hệ thống ngon nó mới ra được báo cáo và tất cả những cái thứ này tự động hóa hoàn toàn và chúng ta đang trong lộ trình đó. Rồi cuối cùng mới kiểm soát rủi ro. Khi một doanh nghiệp kiểm soát được rủi ro thì doanh nghiệp đấy sẽ chắc chắn thành công cao hơn. Bởi những cái doanh nghiệp mà không thành công là những doanh nghiệp hầu hết có cái rủi ro quá lớn nhưng họ không kiểm soát được, họ không có ai tư vấn, không có ai dẫn dắt, không có người thực thi đủ tốt, cho nên tất cả mọi cái mục tiêu chỉ là ước mơ, chỉ là khát vọng thôi. Còn của chúng ta thì nó rõ ràng hơn rất nhiều. Và công nghệ thông tin rồi quản trị, tất cả mọi thứ đều là cái nền tảng quan trọng để cho doanh nghiệp đi đến thành công. Và phần trình bày của tôi kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị em đã chú ý lắng nghe. Và rất mong thời gian tới thì anh chị em nhìn thấy bức tranh chung này để chúng ta cùng nhau nỗ lực phấn đấu để cho Mayland chắc chắn có đủ nguồn lực để chúng ta về đích một cách thành công lớn và rực rỡ, đúng như những cái gì mà chúng ta đặt ra ngay từ đầu. Và bây giờ chúng ta vẫn đang bám theo cái lộ trình đó. Đích nó chỉ còn là thời điểm thôi, phụ thuộc vào nguồn lực và sự may mắn của chúng ta. Rồi, xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ đầy tâm huyết của ông Hoàng Mai Trung và ông Cao Đức Anh. Tiếp theo, tôi xin kính mời bà Trần Thu Trang, trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa đại hội, sau đây tôi xin phép được thay mặt cho ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Biên bản kiểm phiếu, phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Tên tổ chức công ty cổ phần tập đoàn Mayland, trụ sở chính tầng 5 tòa nhà 9799 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 010-886-7454. Thời gian tổ chức đại hội từ 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7 năm 2022. Địa điểm tổ chức đại hội tầng 4, sảnh Hoa Mộc Lan,
Trung tâm Hội nghị Star Galaxy số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Ban kiểm phiếu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland bao gồm các ông bà sau: 1. Bà Trần Thu Trang, trưởng ban; 2. Ông Nguyễn Đức Anh, thành viên; 3. Ông Phạm Tiến Đạt, thành viên. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland với kết quả như sau. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên của Hội đồng Quản trị. Tổng số phiếu biểu quyết 38 phiếu. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 38 phiếu. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 0 phiếu. Tổng số phiếu tán thành 37 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không ý kiến 1 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0033% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên. Tổng số phiếu biểu quyết 38 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 36 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 2 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết tán thành 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không ý kiến, 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 3. Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022. Tổng số phiếu biểu quyết 38 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 36 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 2 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết tán thành 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Tổng số phiếu biểu quyết 38 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 36 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 2 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết tán thành 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 5. Về việc vay vốn của các đối tượng cá nhân tổ chức tín dụng. Tổng số phiếu biểu quyết 38 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 36 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 2 phiếu. Tổng số phiếu tán thành 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 6. Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Tổng số phiếu biểu quyết 37 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 35 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 2 phiếu, tổng số phiếu tán thành 35 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 7. Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Tổng số phiếu biểu quyết 38 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 36 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 2 phiếu, tổng số phiếu tán thành 35 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành, không phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không có ý kiến, 1 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0033% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Kết luận, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, căn cứ quy chế biểu quyết đã được thông qua tại đại hội và kết quả kiểm phiếu đã nêu, ban kiểm phiếu công bố các vấn đề được thông qua như sau. 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị, tỷ lệ tán thành 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên, tỷ lệ tán thành 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022, tỷ lệ tán thành 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, tỷ lệ tán thành 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 5. Thông qua việc vay vốn của các đối tượng, cá nhân, tổ chức tín dụng, tỷ lệ tán thành 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 6. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tỷ lệ tán thành 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 7. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, tỷ lệ tán thành 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Biên bản kiểm phiếu hoàn thành vào lúc 11:30 ngày 21 tháng 7 năm 2022 được lập thành hai bản và được các thành viên ban kiểm phiếu ký tên dưới đây. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây xin mời bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trưởng ban thư ký lên đọc biên bản và nghị quyết đại hội. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa đại hội, ban thư ký xin trình bày biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần tập đoàn Maylen. Tên công ty cổ phần tập đoàn Maylen, mã số doanh nghiệp 01088674454, trụ sở chính tầng 5, tòa nhà 9799 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian, địa điểm họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào hồi 8:30 ngày 21 tháng 7 năm 2022 tại tầng 4, sảnh Hoa Mộc Lan, trung tâm hội nghị Star Galaxy, số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. A. Khai mạc thành phần tham dự đại hội. Khai mạc và thành phần tham dự đại hội, bà Liễu Phương Thảo thay mặt ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội gồm có thành viên hội đồng quản trị, ông Hoàng Mai Trung, chủ tịch hội đồng quản trị, ông Nguyễn Duy Giao, thành viên hội đồng quản trị, ông Nguyễn Duy Long, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, bà Nguyễn Thị Minh Gấm, trưởng ban kiểm soát, ông Trần Quang Hưng, thành viên ban kiểm soát, ông Trịnh Đình Điệp, thành viên ban kiểm soát, các cổ đông và khách mời, các cổ đông của công ty cổ phần tập đoàn Maylen theo danh sách đính kèm và các khách mời khác được mời tham dự đại hội. Tính hợp pháp hợp lệ của đại hội, bà Tô Thị Hòa, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 8:30, tổng số cổ đông tại thời điểm lập danh sách cổ đông tham dự đại hội là 108 cổ đông, đại diện cho 3 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 3 triệu phiếu biểu quyết. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 41 cổ đông, đại diện cho 2.846.050 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 2.846.050 phiếu biểu quyết, chiếm 94,78% số phiếu biểu quyết. Trong đó, tham dự trực tiếp là 28 cổ đông, đại diện cho 2.697.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 2.697.700 phiếu biểu quyết, chiếm 89,92%
Tổng số phiếu biểu quyết, ủy quyền tham dự là 19 cổ đông, đại diện cho 148.350 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 148.350 phiếu biểu quyết, chiếm 4,945% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland. Nội dung và diễn biến đại hội, giới thiệu đoàn chủ tịch và chủ tọa cuộc họp, cử ban thư ký, bầu ban kiểm phiếu để giúp việc cho chủ tọa trong việc điều hành đại hội, ghi chép biên bản đại hội, nghị quyết đại hội và thực hiện công tác khác tại đại hội. Chủ tọa giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch, cử ban thư ký đại hội bầu ban kiểm phiếu, giới thiệu thành phần đoàn chủ tịch gồm ông Hoàng Mai Trung, chủ tịch tọa, bà Nguyễn Thị Kim Gấm, thành viên, bà Hoàng Thị Thu, thành viên, bà Đỗ Thị Hường, thành viên, ông Đào Ngọc Tùng, thành viên. Chủ tọa đại hội cử ban thư ký gồm bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trưởng ban, bà Nguyễn Quỳnh Diệp, thành viên. Đại hội tiến hành bầu ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần ban kiểm phiếu gồm bà Trần Thu Trang, trưởng ban, ông Nguyễn Đức Anh, thành viên, ông Phạm Tiến Đạt, thành viên. Thông qua chương trình đại hội, bà Liễu Phương Thảo trình bày chương trình đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành. Đọc quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bà Liễu Phương Thảo trình bày quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đọc thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chương trình đại hội, phương thức biểu quyết, cổ đông biểu quyết trực tiếp tại đại hội, các nội dung chương trình đại hội được đọc, thảo luận và biểu quyết bao gồm báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị, báo cáo ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát viên, tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022, tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, tờ trình thông qua việc vay vốn của các đối tượng cá nhân tổ chức tín dụng, tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, ý kiến phát biểu của cổ đông, không ai có ý kiến, công bố kết quả biểu kiểm phiếu, bà Trần Thu Trang công bố kết quả kiểm phiếu như sau. 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị. Tổng số phiếu biểu quyết 38 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 38 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 0 phiếu, tổng số phiếu tán thành 37 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự vào biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự vào biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0033% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự vào biểu quyết tại cuộc họp. 2. Báo cáo của ban kiểm soát và kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc về tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát viên. Tổng số phiếu biểu quyết 38 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 36 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 2 phiếu, tổng số phiếu tán thành 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự vào biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự vào biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự vào biểu quyết tại cuộc họp. 3. Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022, tổng số phiếu biểu quyết 38 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 36 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 2 phiếu, tổng số phiếu tán thành 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự vào biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không có ý kiến, không phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự vào biểu quyết tại cuộc họp. 4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Tổng số phiếu biểu quyết 38 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 36 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 2 phiếu, tổng số
phiếu tán thành 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 5. Tờ trình thông qua việc vay vốn của các đối tượng, cá nhân, tổ chức tín dụng. Tổng số phiếu biểu quyết 38 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 36 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 2 phiếu, tổng số phiếu tán thành 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 6. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tổng số phiếu biểu quyết 37 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 35 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 2 phiếu, tổng số phiếu biểu tán thành 35 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. 7. Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Tổng số phiếu biểu quyết 38 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 36 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 2 phiếu, tổng số phiếu tán thành 35 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0033% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Các vấn đề đã được thông qua tại đại hội. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị, tỷ lệ tán thành 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên, tỷ lệ tán thành 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022, tỷ lệ tán thành 99,993% tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, tỷ lệ tán thành 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Thông qua việc vay vốn của các đối tượng, cá nhân, tổ chức tín dụng, tỷ lệ tán thành 99,993% tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tỷ lệ tán thành 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, tỷ lệ tán thành 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Tiếp theo đây, tôi xin đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland, căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 1/2022/BB/DHDCD của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland ngày 21 tháng 7 năm 2022, quyết định điều 1 thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị. Điều 2, thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên. Điều 3, thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022. Điều 4, thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Điều 5, thông qua việc vay vốn của các đối tượng, cá nhân, tổ chức tín dụng. Điều 6, thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Điều 7, thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Điều 8,
điều khoản thi hành nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn bản tại đại hội. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban tổng giám và các khối, trung tâm, phòng, ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Dạ, tôi xin phép được kết thúc nghị quyết của Đại hội cổ đồng thường niên năm 2022 tại đây và xin rất cảm ơn các đại biểu ở đây ạ. Kính thưa các quý vị, trên đây là nội dung biên bản và nghị quyết đại hội, đề nghị đại hội tiến hành biểu quyết. Biên bản và nghị quyết sẽ được thông qua nếu được trên 50% tổng số cổ đông dự họp tán thành. Đề nghị đại hội thảo luận và cho biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết bằng phương thức giơ tay biểu quyết. Các cổ đông nào tán thành đề nghị giơ tay ạ. Cổ đông nào không tán thành đề nghị giơ tay ạ. Như vậy, chúng ta có trên 50% tổng số cổ đông dự họp tán thành, biên bản và nghị quyết đại hội đã được thông qua. Kính thưa đại hội, sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần tập đoàn Mayland đã hoàn thành các nội dung trong chương trình của đại hội. Có thể nói, đại hội của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội, xin gửi một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể quý vị đại biểu, quý cổ đông đã dành thời gian quý báu của mình đến tham dự đại hội. Xin chân thành cảm ơn.